Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình tối nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020, có những nội dung đáng chú ý sau đây. Vẫn còn rất nhiều người dân chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân. Trong phần tin thế giới, Vũ Hán điều chỉnh số ca tử vong vì dịch COVID-19. Nhiều bang tại Mỹ mở cửa trở lại nền kinh tế. Tính đến ngày 17 tháng 4, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan doanh nghiệp và nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp bằng vật chất và tiền mặt với tổng giá trị trên 6 tỷ 400 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Trong đó, thành phố Tuyên Quang ủng hộ bằng hiện vật và tiền là trên 999 triệu đồng, huyện Yên Sơn ủng hộ được trên 637 triệu đồng, huyện Sơn Dương ủng hộ 830 triệu đồng, huyện Hàm Yên ủng hộ được gần 700 triệu đồng, huyện Chiêm Hóa ủng hộ được trên 860 triệu đồng, huyện Na Hang ủng hộ được trên 300 triệu đồng và huyện Lâm Bình ủng hộ được trên 86 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân còn trực tiếp ủng hộ các vật dụng như khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm. Số tiền mặt và hiện vật sau khi được tiếp nhận sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chuyển đến các cơ quan đơn vị có thẩm quyền để sử dụng cho công tác phòng chống dịch, đảm bảo đúng mục đích và có hiệu quả. Ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID-19 số 268 sinh sống tại tỉnh Hà Giang, huyện Lâm Bình đã tăng cường các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là trên các tuyến đường vào huyện và tại các địa bàn giáp danh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại chốt kiểm tra thân nhiệt xã Phúc Yên, mặc dù số lượng người và phương tiện qua lại hàng ngày không lớn, nhưng đây là địa bàn giáp danh với các huyện Bắc Mê và Vị Xuyên tỉnh Hà Giang, nên chính quyền địa phương đã chủ động bố trí nhân lực, phối hợp với tổ công tác của huyện duy trì tốt hoạt động đo thân nhiệt người vào địa bàn. Ngay sau khi có chỉ đạo thì xã cũng đã cử cán bộ công chức phối hợp với cái tổ của huyện là thực hiện là thành lập cái trạm, rồi là cử anh em thường xuyên là phối hợp công tác trực kiểm soát tại trạm chốt ạ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện Lâm Bình cũng đã tăng cường công tác kiểm tra các chốt đo thân nhiệt trên địa bàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế bảo hộ cho lực lượng làm công tác tại các chốt. Sau khi tỉnh Hà Giang có phát sinh ca bệnh đầu tiên thì huyện Lâm Bình đã tăng cường các cái biện pháp kiểm soát các phương tiện giao thông, người đi từ các cái địa phương của tỉnh Hà Giang vào huyện, đặc biệt là huyện đã thành lập thêm một cái chốt trạm để kiểm soát các cái phương tiện người ra vào để làm sao phát hiện sớm những vấn đề nghi vấn, những vấn đề liên quan để có biện pháp xử lý, đảm bảo ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Hiện tại thì cũng đã mua sắm đầy đủ những cái ví dụ như khẩu trang, nước rửa tay, rồi là găng tay, rồi áo bảo hộ để phục vụ cho các cái hoạt động của tất cả các cán bộ tham gia hoạt động phòng chống dịch. Huyện Lâm Bình đang tiếp tục tuyên truyền đến người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và không tập trung đông người nhằm phòng ngừa không để dịch xâm nhập vào địa bàn. Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại nơi công cộng là những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 15 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tại các chợ dân sinh, siêu thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, hiện vẫn còn rất nhiều người dân chủ quan, không thực hiện nghiêm. Tập trung đông người, đeo khẩu trang không đúng cách là những hình ảnh rất dễ bắt gặp tại chợ Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. Cả người bán lẫn người mua dường như không ai quan tâm tới khoảng cách tiếp xúc. Hàng ngày thì bà đi chợ hoặc là đi đâu ra, bà đều phải đeo khẩu trang cả. Nhưng mà còn cái cách xa, đi mua hàng cách xa 2 mét thì nhiều lúc cũng quên đi. Còn tại siêu thị Vinmart, với những quy định chặt chẽ hơn về việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào siêu thị, hầu hết người đi mua sắm đều thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, việc giữ khoảng cách 2 mét với người xung quanh thì không phải ai cũng thực hiện. Em cũng biết cái khuyến cáo là giữ khoảng cách 2 mét với mọi người nhưng mà đôi khi thì em vẫn quên ạ. Mình thấy là những người đi siêu thị đã thực hiện là đeo khẩu trang và rửa tay nhưng mà thực sự là cái khoảng cách thì vẫn chưa thực hiện được. Thu
cũng có một số khách hàng thì cũng hơi khó tính khi mà mình yêu cầu các khách hàng sẽ cách nhau khoảng 2 mét để khi chờ thanh toán. Nhưng sau khi chúng tôi truyền thông và giải thích với khách hàng thì khách hàng cũng hiểu được cái tầm quan trọng là của cái phòng chống dịch bệnh này. Cho nên là khách hàng cũng rất là vui vẻ để thực hiện. Người dân có thể ra ngoài mua nhu yếu phẩm cần thiết, tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Điều quan trọng nhất vào thời điểm này là ý thức tự giác của mỗi người. Những thói quen sinh hoạt cũ cần được thay đổi, thay vào đó là hình thành thói quen mới, thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho bản thân và phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Mặc dù không kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, song vẫn còn khá nhiều các cửa hàng ăn uống giải khát mở cửa bán hàng, không thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên thời sự ngay trong chiều nay. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo ghi nhận của chúng tôi trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, thì ngoài cơ bản các cửa hàng kinh doanh dịch vụ đã chấp hành nghiêm việc kinh doanh dịch vụ theo đúng quy định, thì còn có những cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu vẫn đang hoạt động. Điều này thì tiềm ẩn những nguy cơ về dịch bệnh, đòi hỏi mỗi người dân thì cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả nhất. Cửa hàng kinh doanh ăn uống mở cửa. Hàng quán phục vụ đồ uống vẫn đông người. Không đeo khẩu trang, tiếp xúc gần. Đây là những nguy cơ lớn tiềm ẩn lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. Không tập trung đông người nhằm phòng tránh dịch bệnh, nhưng vẫn có những trường hợp chưa ý thức rõ trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Giống như phản ứng của nhóm bạn trẻ này khi phát hiện ống kính máy quay. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc với người dân xã Quý Quân, huyện Yên Sơn. Do địa hình phức tạp, hệ thống loa truyền thanh không thể đến các thôn bản xa, nên xã đã thường xuyên thực hiện hình thức tuyên truyền này. Xã cũng hàng ngày đến tuyên truyền cho dân hiểu rõ về cái vấn đề dịch nó lây lan nhanh như thế nào. Và riêng gia đình tôi thì cũng nắm bắt rất là rõ khi đi đường đeo khẩu trang. Các ban ngành đoàn thể của xã còn tặng nhiều khẩu trang miễn phí cho người dân. Từng đồng chí đảng viên của các chi bộ phụ trách từng nhóm hộ để tuyên truyền, vận động, lập danh sách các trường hợp đi về từ vùng dịch để thực hiện cách ly theo đúng quy định. Tuyên truyền và vận động mọi người dân để thực hiện chỉ thị của Chính phủ. Thế do vậy là chúng tôi tập trung vào các cái đối tượng, ví dụ như là người dân tộc thiểu số đi làm ăn xa về thì chúng tôi đều cho cách ly tại gia đình và ký cam kết đủ 15 ngày. Còn tiếp theo là chúng tôi cũng tập trung vào cái nhóm đối tượng, ví dụ như là người có uy tín ở trong làng, thì tham gia vào cái thành phần mà tuyên truyền đối với các hộ dân. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, cách làm này của xã Quý Quân đã giúp bà con nhân dân ở vùng sâu, vùng xa nắm được các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng còn rất lớn. Các cấp chính quyền địa phương và nhân dân vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, người bí thư chi bộ này hàng ngày tuyên truyền cho nhân dân và quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, các trường hợp tạm trú, đi và đến địa bàn khu dân cư, nhắc nhở các hộ kinh doanh không thiết yếu, thực hiện tốt cam kết công tác phòng chống dịch bệnh. Theo cam kết của gia đình ký với tổ dân phố, công an phường thì sẽ mở hàng khi có thông báo mới của tổ dân phố cũng như công an phường, nên gia đình tôi vẫn đóng cửa, chưa kinh doanh trở lại. Thói quen và sinh hoạt hàng ngày thì bà con là chấp hành rất là nghiêm. Khi đi ra đường thì đeo khẩu trang này, không tụ tập đông người này, hoặc là tiếp xúc thì phải đảm bảo khoảng cách là 2 mét. Ủy ban nhân dân phường Tân Hà phát khẩu trang miễn phí, đo thân nhiệt và hướng dẫn sát khuẩn tay cho người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại đây. Toàn bộ cán bộ nhân viên tại bộ phận một cửa đều thực hiện đeo khẩu trang trong thời gian làm việc. Để hạn chế tiếp xúc, phường cũng tăng cường việc sử dụng mạng xã hội, nhóm Zalo nội bộ thực hiện công tác thông tin tuyên truyền. Hiện nay, phường Tân Hà có một trang fanpage do đồng chí bí thư đảng ủy quản lý,
có gần 5.000 người theo dõi và gần 3.000 lượt tương tác thường xuyên. Chúng tôi tiếp tục duy trì cái tổ công tác xuống các cái cơ sở để thực hiện cái việc kiểm tra sức khỏe, kiểm tra y tế đối với các trường hợp đi xa về và thực hiện tăng cường cái việc áp dụng công nghệ thông tin trong cái việc giải quyết, chỉ đạo, điều hành và thực hiện các cái công việc theo quy định. Tại chợ Tam Cờ, khá nhiều hộ kinh doanh đã bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy nhiên, theo ghi nhận, không có nhiều khách mua bán. Đa số các tiểu thương thực hiện tốt việc đeo khẩu trang nơi đông người. Các giao dịch mua bán được thực hiện nhanh chóng, hạn chế tiếp xúc. Sau 15 ngày cách ly thì hôm nay đi chợ vẫn rất là vắng. Họ vẫn ít hạn chế ra đường. Bán ra thì cũng nói chung là được ít, cũng chưa được đông như mọi khi. Hơn lúc nào hết, sự tin tưởng, đồng lòng, chung sức của người dân, của tất cả các cấp, các ngành, nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện theo quy định sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Trong ngày hôm nay, 13 trường hợp đi từ vùng dịch về được lấy mẫu xét nghiệm. Tính đến 16 giờ, tổng số mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại Tuyên Quang là 570 mẫu. Có 532 mẫu đã có kết quả âm tính, 6 trường hợp không đủ yếu tố dịch tễ để làm xét nghiệm, 32 trường hợp đang chờ kết quả. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú là 670 trường hợp, trong đó có 49 trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, 17 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 604 trường hợp đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Tất cả các trường hợp không sốt, sức khỏe bình thường. Những trường hợp này đều được cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch theo quy định. Ngành y tế Tuyên Quang tiếp tục khuyến cáo đến người dân khi đi từ vùng dịch về hoặc tiếp xúc với người nghi nhiễm thì cần báo cho cơ quan chức năng để được khai báo y tế và quản lý theo dõi sức khỏe. Trong phần tiếp theo của chương trình, tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân. Khử khuẩn miễn phí thiết bị y tế phục vụ điều trị COVID-19. Vụ xuân năm 2020, huyện Lâm Bình gieo cấy được hơn 1.000 ha lúa. Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn đang tập trung phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Vụ xuân năm 2020, gia đình chị Nguyễn Thị Phượng ở thôn Bản Kè, xã Lăng Can gieo cấy gần 5 sào giống lúa hương ưu. Mặc dù thường xuyên thăm đồng, chăm sóc, bón phân đầy đủ, nhưng diện tích lúa của gia đình chị hiện đang bị bệnh bạc lá. Được cán bộ khuyến nông hướng dẫn, gia đình chị đã có biện pháp phòng trừ. Ra đồng thì kiểm tra ruộng thì thấy lúa thì rất là nhiều sâu bệnh. Và được anh cán bộ ở cấp trên thì hướng dẫn đi tìm thuốc về đặc trị để phun. Hiện nay, lúa xuân đang ở giai đoạn đứng cái làm đồng. Để chủ động phòng trừ kịp thời, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây hại, đội ngũ cán bộ khuyến nông huyện Lâm Bình thường xuyên bám sát địa bàn, hướng dẫn bà con nhận biết và cách phòng trừ. Thì chúng tôi cũng đã có cái dự báo và hướng dẫn bà con nhân dân các biện pháp phòng trừ, đặc biệt là đối với bệnh đạo ôn. Còn các đối tượng khác thì ở mức độ gây hại nhẹ hơn. Thì trước cái tình hình đó, chúng tôi cũng đã tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cái kế hoạch phòng chống bệnh đạo ôn trên lúa và một số văn bản hướng dẫn phòng trừ khác. Huyện Lâm Bình đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, tăng cường kiểm tra các điểm bán thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn cho người dân phun đúng kỹ thuật nhằm phòng trừ sâu bệnh hiệu quả và bảo vệ môi trường. Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, huyện Hàm Yên đang hoàn thiện đưa công trình quảng trường Toàn Thắng vào hoạt động. Công trình cải tạo sân vận động huyện Hàm Yên để xây dựng quảng trường Toàn Thắng được khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2019. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục như xây dựng sân khấu, hệ thống rãnh thoát nước, nhà vệ sinh, mặt nền bê tông, hệ thống điện chiếu sáng ngoài trời. Được nhận công trình này thì đơn vị chúng tôi đã triển khai xây dựng đúng theo cái tiến độ của hợp đồng, tập trung nhân lực, vật lực, thiết bị, máy móc thi công thực hiện dự án. Phục vụ chào mừng Đại hội Đảng thì tới nay cũng là hoàn thành đến 80%. Quảng trường Toàn Thắng đi vào hoạt động sẽ là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phục vụ sinh hoạt văn hóa và tinh thần của nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên. Hiện tại tiến độ công việc bây giờ hoàn thành được khoảng 70% rồi và dự kiến là hoàn thành trước 30 tháng 4. Công trình Quảng trường Toàn Thắng được huyện ủy Hàm Yên chọn là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bên cạnh việc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc trực tuyến của người dân, trong thời điểm này, các nhà mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh cũng đang triển khai nhiều dịch vụ trực tuyến phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Phóng sự được thực hiện tại VNPT Tuyên Quang. Trung tâm Công nghệ Thông tin VNPT Tuyên Quang hiện đang cung cấp và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong thời điểm các cấp chính quyền đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch, việc duy trì thông tin liên lạc, đảm bảo các văn bản chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở thông qua phần mềm quản lý trực tuyến được kịp thời luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm. Thì đơn vị cũng đã chủ động tích cực trong cái việc là thứ nhất là chuẩn bị cái nguồn lực về con người cũng như là các cái vật tư dự phòng để đảm bảo cho các cái hệ thống như là hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống họp trực tuyến, hệ thống cổng dịch vụ công và một cửa điện tử hoạt động ổn định, đảm bảo. Hiện VNPT Tuyên Quang cũng đang triển khai nhiều chương trình như cung cấp mạng Wi-Fi tại các khu vực cách ly, khuyến mại miễn phí data 3G, 4G cho các cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu, cung cấp dịch vụ dạy học và làm việc trực tuyến, tăng băng thông Internet, đảm bảo thông tin liên lạc, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng. Đồng thời xây dựng kế hoạch đảm bảo hoạt động của các trạm phát sóng, tăng cường giám sát chặt chẽ mạng lưới, xử lý nhanh các sự cố, có phương án dự phòng trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp. VNPT Tuyên Quang có nhiều cái chính sách để hỗ trợ cho khách hàng cũng như người dùng. Đối với lại ngành giáo dục ấy, thì VNPT Tuyên Quang có các giải pháp miễn phí về học và thi trực tuyến, cũng như miễn phí cước data cho các nhà trường, có phương án để tăng băng thông cũng như là đường truyền tại các trạm viễn thông cũng như là các trạm BTS để người dùng có cái băng thông sử dụng nhanh nhất trong cái mùa dịch. Việc VNPT Tuyên Quang triển khai các dịch vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch đã và đang cùng toàn xã hội chung tay tiếp thêm nguồn lực, nỗ lực cùng cả cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Nhằm đảm bảo an ninh trên địa bàn và góp phần bảo vệ môi trường, UBND xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đã thí điểm thực hiện mô hình lắp camera an ninh giám sát tại khu vực suối Thiện Phong, cầu Trương Thái, trước đây từng là điểm nóng về tình trạng xả rác sinh hoạt trên địa bàn. Nhờ có hệ thống camera giám sát thì đến nay cơ bản đã không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi, môi trường tại đây dần được thay đổi đáng kể so với trước kia. Khu vực này chỉ một vài tháng trước đây là một trong những địa điểm người dân thường vứt rác sinh hoạt, môi trường bị ảnh hưởng. Để sớm có biện pháp quản lý và xử phạt kịp thời những hộ dân cố tình vi phạm, chính quyền xã và thôn đã tuyên truyền vận động người dân lắp camera để giám sát bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ môi trường theo mô hình xã hội hóa. Chỉ sau một tuần, khu vực này đã hoàn toàn khác. Cũng được đảng ủy, ủy ban nhân dân xã cũng ủng hộ cho một cái cam thì mình lắp để bảo vệ cái an ninh với môi trường ở cái khu cậu Trương Thái đây được cũng 6 tháng nay rồi. Từ lúc cái lắp xong ấy là ý thức người dân người ta bảo làm như thế nào rất tốt, chúng tôi rất ủng hộ. Mô hình camera an ninh giám sát được triển khai từ cuối năm 2019 tại hai điểm gồm bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân xã và thôn Văn Sòng với vốn đầu tư gần 10 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Tại mỗi điểm lắp đều thành lập đội tự quản, xây dựng quy chế, trực tiếp theo dõi, giám sát, qua đó kịp thời phát hiện và nhắc nhở xử lý những trường hợp vi phạm. Và từ khi triển khai thấy có hiệu quả thì đến nay chúng tôi đang tiếp tục sẽ triển khai nhân rộng và trong cái thời điểm tháng 4, tháng 5 này thì sẽ tiếp tục triển khai lắp đặt 5 điểm với 8 mắt camera trên toàn địa bàn để thực hiện cái việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và cái quan sát về môi trường trên địa bàn xã. Từ đó là góp phần xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cái tiêu chí số 19 đảm bảo về cái an ninh trật tự. Là một trong những xã đầu tiên của huyện Sơn Dương thực hiện mô hình lắp camera an ninh giám sát tại những địa điểm công cộng, an ninh trật tự được đảm bảo, ý thức nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật được nâng cao. Qua đó góp phần cùng với chính quyền địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Sáng nay 18 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế đã tổ chức lễ khai trương nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng phòng chống dịch COVID-19. Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Sự
Sự ra đời của nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các bệnh viện nhanh chóng thiết lập kênh hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh cho người dân, giảm chi phí đầu tư hệ thống ban đầu. Bệnh viện không cần có sẵn đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tại chỗ để vận hành duy trì. Tại sự kiện, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thực hiện sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa để kết nối với Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để hội chẩn, điện tâm đồ và siêu âm từ xa về các bệnh mãn tính cần đi khám, kết nối với Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, hội chẩn CT từ xa đánh giá những trường hợp đột quỵ não để chỉ định điều trị gián tiếp và kết nối trực tiếp với bệnh nhân tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa để khám bệnh. Hệ thống khám chữa bệnh từ xa tại hàng ngàn bệnh viện và cơ sở y tế mà không cần phải phát triển từ đầu, hết sức có ý nghĩa trong việc thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Cũng tại sự kiện, ứng dụng BlueZone, giải pháp ứng dụng công nghệ định vị Bluetooth để phát hiện những trường hợp tiếp xúc gần, từ đó cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm, góp phần ngăn chặn sự lây lan của virus. Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục công bố các phần mềm phòng chống dịch COVID-19 cũng như các sản phẩm chuyển đổi số cho các lĩnh vực nhằm giúp Việt Nam thiết lập một trạng thái bình thường mới, góp phần đưa các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường. Tiếp theo là một số thông tin khác. Nhằm chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch COVID-19, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam hiện đang chiếu xạ khử khuẩn miễn phí các thiết bị vật phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch ở nước ta. Phương pháp chiếu xạ mà trung tâm đang triển khai được Tổ chức Y tế Thế giới và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khuyến khích sử dụng vì không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn kéo dài thời gian bảo quản của sản phẩm. Thời gian làm thủ tục thông quan hàng tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn sẽ khôi phục lại như trước đây sau gần 2 tuần bị cắt giảm. Theo đó, thời gian làm thủ tục thông quan hàng tại cửa khẩu Tân Thanh buổi sáng từ 8 đến 11 giờ, chiều từ 12 đến 16 giờ và ngày nghỉ cuối tuần. Việc cửa khẩu Tân Thanh thông quan bình thường trở lại đã giảm áp lực ùn ứ hàng hóa xuất khẩu, nhưng Bộ Công Thương vẫn khuyến cáo các tỉnh doanh nghiệp hạn chế đưa hàng lên để xuất theo đường trao đổi cư dân tại các cặp chợ. Thay vào đó, doanh nghiệp cần chuyển nhanh sang hình thức xuất khẩu chính ngạch khi hàng hóa thông quan diện này vẫn duy trì bình thường. Việc thành phố Vũ Hán sửa đổi số liệu các bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19 cũng như số ca tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này cho thấy nỗ lực thống kê tình hình dịch bệnh của Trung Quốc. Đánh giá này được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 4. Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Maria, một trong những nhân viên của WHO từng tham gia phái bộ quốc tế tới Trung Quốc hồi tháng 2 vừa qua, nhận định đó là một nỗ lực cho thấy Trung Quốc muốn không có trường hợp nào không được thống kê. Bà Maria cho biết, việc họ điều chỉnh con số có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Vũ Hán bị quá tải khi dịch bệnh bùng phát. Lúc đó có những ca thiệt mạng tại nhà. Thứ hai, các nhân viên y tế gặp khó khăn trong quá trình ghi nhận các ca nhiễm vì vào thời điểm đó họ phải tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Động thái mới nhất từ WHO được đưa ra sau khi có những tranh luận về việc thành phố Vũ Hán điều chỉnh tăng số liệu bệnh nhân và ca tử vong. Thông báo khẳng định những sửa đổi được thực hiện theo luật pháp và quy định liên quan cũng như nguyên tắc chịu trách nhiệm về lịch sử, người dân và người quá cố. Điều này đảm bảo rằng thông tin về dịch bệnh của thành phố là công khai và minh bạch và dữ liệu là chính xác. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố những chỉ dẫn của chính quyền liên bang về việc mở cửa lại nền kinh tế và giao quyền tự quyết cho các thống đốc căn cứ vào thực tiễn của mỗi địa phương. Thống đốc bang Texas, ông Abbott cho biết, bang Texas sẽ mở cửa trở lại vào tuần tới. Các công viên cấp bang ở Texas sẽ mở cửa lại từ thứ Hai, 20 tháng 4, nhưng người dân vẫn cần phải che mặt và thực hiện giãn cách xã hội. Các cửa hàng bán lẻ cũng sẽ được hoạt động trở lại từ thứ Sáu tuần tới. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng sẽ phải vận chuyển hàng hóa tới phương tiện và nhà của khách hàng để nhằm hạn chế tiếp xúc. Thống đốc Ohio cũng tuyên bố nền kinh tế Ohio sẽ mở cửa trở lại theo các giai đoạn bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Tại bang Florida, bang này sẽ mở cửa các bãi biển và công viên bắt đầu từ ngày 24 tháng 4, tuy nhiên sẽ áp đặt giới hạn về thời gian. Động thái trên được đưa ra tại một số bang khi các bang này chứng kiến người biểu tình phản đối chính phủ phong tỏa đất nước. Thống đốc các bang vẫn bày tỏ sự lo ngại về việc mở cửa trở lại nền kinh tế các bang dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, thống đốc New York, ông Andrew đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về các hướng dẫn của ông để nối lại hoạt động kinh tế trong bối cảnh đại dịch SARS-CoV-2 đang bùng phát mạnh tại Mỹ, đặc biệt là tại thành phố New York. Theo thống đốc bang New York, cần phải giảm số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 thì mới có thể mở cửa lại nền kinh tế. Theo ông Andrew, chính quyền liên bang cần chi thêm tiền cho các bang để tăng năng lực thử nghiệm và mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế.
Các nhà sản xuất ô tô châu Âu cho biết doanh số bán xe chở khách tại khu vực châu Âu đã giảm hơn 50% trong tháng 3 khi dịch COVID-19 đang lan rộng tại khu vực này. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu cho biết con số này ở khoảng 567.000 chiếc, giảm 55,1% so với năm ngoái. Doanh số giảm mạnh đặc biệt tại các quốc gia nơi áp dụng các biện pháp phong tỏa chặt chẽ. Con số này đã giảm 85,4% ở Italia, 72,2% ở Pháp và 69,3% ở Tây Ban Nha. Theo nhà sản xuất Volkswagen, hãng nắm giữ thị phần lớn nhất thị trường đã giảm tới 46,2%. Trong đó, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản như Honda giảm tới 67,5%, Nissan giảm 60,3%, Toyota giảm 41,2%. Hiện nay, một số nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đang có kế hoạch khôi phục một phần sản xuất ở châu Âu. Tuy nhiên, sẽ mất một thời gian mới hy vọng có thể phục hồi được doanh số trước đại dịch đang lan rộng toàn thế giới. Một cuộc khảo sát trên cư dân nhóm G7 được công ty nghiên cứu thị trường Kantar công bố cho thấy có 37% người tham gia khảo sát bị giảm thu nhập vì dịch COVID-19. 8% cho biết họ bị mất toàn bộ thu nhập. Kết quả cho thấy 46% công dân Mỹ, 45% người Italia và 42% người Canada cho biết thu nhập của họ đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Nhật Bản chỉ ở mức 22%. Trong số tất cả người có thu nhập bị ảnh hưởng, 20% cho biết họ hoàn toàn không được trả tiền. 9% cho biết tiền lương của họ đã giảm hơn một nửa. 35% tất cả những người được hỏi cho biết họ mong đợi trong thời gian tới tình hình sẽ được cải thiện hơn. Theo đó đặt ra yêu cầu chính phủ các nước cần tăng cường hỗ trợ cho các cá nhân bị ảnh hưởng hơn nữa. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa triển khai dịch vụ nộp tiền gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, đóng tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến đối với người tham gia, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến đối với đơn vị sử dụng lao động. Các phương thức nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sẽ được triển khai trên phần mềm thiết bị di động trên website của Ngân hàng BIDV, BIDV Online, BIDV Smart Banking, BIDV Business Online. Đối với cá nhân tổ chức có tài khoản tại Ngân hàng BIDV. Sau khi thực hiện thanh toán xong, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tự động xác nhận. Thẻ bảo hiểm y tế sẽ được tự động gia hạn. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi tin nhắn thông báo kết quả đến số điện thoại của người tham gia. Tương tự, đại diện doanh nghiệp cũng sẽ nhận được tin nhắn thông báo kết quả sau khi doanh nghiệp nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi thực hiện các giao dịch nêu trên với các phần mềm hỗ trợ của BIDV, để kiểm tra kết quả gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của bản thân, người tham gia có thể tự tra cứu theo 3 phương thức sau. 1. Tra cứu trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 2. Nhắn tin theo cú pháp BH-THE, mã thẻ bảo hiểm y tế gửi 8079 hoặc BH-QT, mã số bảo hiểm xã hội gửi 8079. 3. Gọi điện đến tổng đài 1900-9068 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại khác để thực hiện các giao dịch thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hình thức trực tuyến, nhằm tạo thuận lợi tối đa cũng như góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân, người lao động, doanh nghiệp khi có nhu cầu giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Bản tin dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 4 năm 2020. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 15 xã phường, nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ.
nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%.